Hôm nay thì Uyên sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị mình một sản phẩm bất động sản rất là khủng, tọa lạc tại một cái vị trí cực kỳ là đẹp cô chú anh chị mình ha. Rồi thì bây giờ Uyên sẽ đi ra phía trước cho cô chú anh chị mình coi sơ trước ở phía bên ngoài ha, để mình có thể là hình dung được ha. Đây đây là khu vực cổng này cô chú anh chị mình này. Cái cổng này mở sao ta? À rồi. Đây. Dạ. À, đây là khu vực cổng của chú chị mình ha. Có hai cánh cổng rất là lớn nè, làm rất là kiên cố và cao. Đây là con đường phía trước nhà mình của chú chị mình ha. Đường này thì hai xe hơi tránh nhau thoải mái mình. Đó. Một cái con đường rất là rộng rãi nè. Đó, xe rồi chạy nhựa đầy đủ hết ha. Dân cư thì họ cũng ở khá đông đúc rồi. Đó. À, lùi vô phía trong khoảng chừng tầm 8 mét thì sẽ là cái khuôn viên của căn biệt thự của mình, cô chú chị mình ha. Đây. Thì khuôn viên này gia chủ chia sẻ là khuôn viên này thì gia chủ chia sẻ là gia chủ đã làm một cái ngôi gọi là được mệnh danh là biệt thự đá của chú chị nhé, biệt thự đá. Thì bây giờ cô chú chị cùng Uyên tiến vào phía trong để xem coi là biệt thự đá này sẽ có gì của chú chị mình ha. Đây khuôn viên ở phía bên trong đây thì mình sẽ có một cái khoảng sân nhỏ nhỏ nè. Đó, ở phía trước cửa của mình á, là chiều ngang là chỉ có 6 mét thôi, nhưng mà ở phía sau càng về sau lại càng nở hậu. Đó, vì vậy nên là khu vực này một cái thế đất rất là đẹp ha. Đó, sản phẩm bất động sản này có một cái thế đất rất là đẹp, càng về sau thì lại càng nở hậu ra. Đó, khuôn viên này là khuôn viên đường đi của chúng chị mình ha. Đi từ ngoài đi vô xe hơi rồi này kia đi lại đi ra đi vào thoải mái ha. Hai bên thì gia chủ cũng ốp hết đá xanh cho mình. Bên này thì có trồng những hàng bông bông sứ nè, và bên này thì có trầu leo ha. Đó. Nhưng mà hai bên đều là một cái khuôn viên rất là đẹp. Rồi bây giờ mình vô trong đây sẽ là cái khoảng sân vườn rất là lớn của mình của chú anh chị này. Cực kỳ là khủng luôn. Đó. Sẽ là không gian ở trước sân đây. Và căn biệt thự này gia chủ sử dụng cho cái mục đích là gì đây ạ? Vừa làm quán ăn nè, vừa làm quán ăn gia đình nè, vừa làm nhà hàng, rồi vừa làm thêm cả cà phê cũng như là kết hợp luôn cả phòng trà cũng như là phòng karaoke ha. Đó, thì bây giờ cô chú anh chị hãy cùng Uyên đi vô phía trong đây để tham quan cái sảnh ở phía bên trong nhà hàng trước ha. Đó. Từ ngoài vô nè, mình rẽ bên phía tay phải mình sẽ đến một cái đường đi nè. Đó, khu vực chỗ này thì gia chủ sử dụng để làm không gian bếp mở của chú chị mình nhé. Đây, không gian bếp mở thì gia chủ chia sẻ là làm nhà hàng mà, nên là bắt buộc là phải làm không gian bếp mở của chú chị mình nhé. Đó, ở đây có thể là nấu nướng rồi sẽ đi ăn ở phía ngoài hoặc là lên trên sảnh bên trên này cũng được nhé. Đó, thì xung quanh khuôn viên này bên thấy là gia chủ họ làm hết một cái màu đá xanh rất là đẹp, nhìn nó vừa đẹp nè, vừa sang trọng, và bên cạnh nữa nó có cái sự sạch sẽ đó của chú chị mình ha. Đó, rồi đây, phía trong này thì mình sẽ có một cái đường để đi vô trong cái khuôn viên của ngôi nhà của chúng chị mình ạ. Đây, trong này thì mình thấy là có một cái phòng khách nè, khu vực phòng khách. Gia chủ chia sẻ thì ở đây là gia chủ sử dụng cho cái mục đích là để kinh doanh, làm ăn, buôn bán, chứ không phải là sử dụng cho cái mục đích để ở. Đó, nên là phía trong này gia chủ chỉ làm một cái nhà để cho nhân viên có thể là ở lại, cũng như là ngủ nghỉ ở khu vực này thôi ha. Đó, thì chỗ này là khuôn viên của ý nghĩa là phòng khách ha. Đó, để một cái bộ salon ở đây cũng rất là rộng, rất là thoáng này, cao thoáng ha. Những cái vách này gia chủ ốp hết đá xanh như mình luôn nhé. Đó, rồi không gian chỗ này thì ý nghĩa là không gian bàn ăn hoặc là không gian sinh hoạt chung thôi ha. Đó, khu vực này một cái bàn như thế này. Đó, góc này thì để tủ lạnh nè. Ở phía trong đây thì mình sẽ có một cái không gian là không gian nhà bếp của chú chị mình ha. Đó, có kệ tủ quầy bar nè. Trong đây thì sẽ là không gian nhà bếp nhỏ nhỏ ở đây. Đó, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Thì chỗ này mình sử dụng để cho nhân viên mình có thể là ăn uống hoặc là sinh hoạt ở khu vực này. Ngoài đây thì mình sẽ có một cái sảnh nhỏ nhỏ để mình làm sân phơi nữa chú chị mình ha. Đó, phía sau đây. Và xung quanh là gia chủ ốp đá xanh hết cho mình nhé. Đó. Hồi xưa mà khi gia chủ mua lại các sản phẩm bất động sản này thì nó đã có sẵn một ngôi nhà như thế này rồi. Nên là gia chủ họ đề co, họ thiết kế lại để sử dụng cho cái mục đích là cho nhân viên ở ha. Đó, cũng sẽ có một cửa và hai cửa bên này. Rồi. Đi ra không gian ở phía sau này thì mình lại có thêm hai không gian phòng ngủ khép kín nữa ha, sử dụng cho nhân viên. Đây ạ. Ở phía trong đây mình thấy là cũng rất là rộng rãi luôn. Đó, một khuôn viên như thế này, rộng rãi để được giường tủ, có cả nhà vệ sinh và không gian lavabo ở bên trong nữa ha.
Nói chung là nhân viên ở đây thì thoải mái, tầm 10 người, 15 người ở vẫn thoải mái ha. Đó, một không gian khép kín, riêng tư như thế này, cho nhân viên có thể là ở lại thư giãn, nghỉ ngơi. Đó, phía sau đây cũng vậy của chúng chị ạ. Phía sau đây thì cũng là một phòng ha, cũng tương đối rộng, có nhiều vệ sinh ở bên trong, và chỗ này thì sẽ có một cái khung cửa trống ha. Rồi ở phía sau đây nữa thì thôi giờ mình đi ra ngoài đi ha, mình đi ra ngoài đi, ra ngoài cho coi cho rõ ha. Đây, bây giờ mình cùng đi ra ngoài để đằng sau còn một phòng nữa của chúng chị ạ. Đó, ở đây sẽ có không gian phòng khách, phòng bếp và sẽ có hai phòng ngủ. Ở phía ngoài kia thì cũng sẽ có thêm một phòng ngủ nữa ha. Đó. Trong trong nhà này thì gia chủ sử dụng để cho nhân viên thôi. Còn ở phía ngoài đây thì là một cái bếp ngoài trời lớn để sử dụng cho ở không gian nhà hàng ha. Đó. Mình cùng đi ra phía này nhé. Ngoài đây thì mình thấy là gia chủ cũng làm một cái đường luồng để đi nè, khá là rộng ha. Xung quanh đây toàn bộ là đều được ốp đá xanh hết của chú chị mình ha, kết hợp xen kẽ thêm cả những cái đèn chiếu sáng như vậy kìa. Đó, vào buổi tối thì nó sẽ rất là lung linh luôn. Chỗ này thì mình nghĩ là sẽ là một cái khu vực đệm á, để sử dụng cho bếp. Bếp khi nấu xong thì có thể để ở khu vực này ha, để chờ, sau đó là sẽ đưa lên sảnh bên trên cho thực khách dùng. Đó là không gian sảnh chờ và không gian bếp ha. Đó, một cái khuôn viên như thế này nói chung là hoàn toàn là được làm bằng đá xanh hết, nên là gia chủ nói là sau này nếu mà ví dụ như gia chủ mà có làm á, là sẽ đặt tên là biệt thự xanh đó. Đó, rồi ở phía sau đây thì mình có một cái quầy bar rất là lớn của chúng chị mình này. Ở phía trong kia quầy bar nhỏ để sử dụng cho gia đình thôi, còn phía này thì là một cái quầy bar rất là lớn ở đây, thì chỗ này sẽ sử dụng cho phục vụ rượu nè, cocktail nè, hoặc là những cái món nước để cho khách tới đây chỉ để uống nước thôi ha. Thì là ở khu vực này, sử dụng cái khu vực này hoặc là ngồi ở phía ngoài nữa. Đó, làm sẵn một cái quầy bar như thế này luôn. Đèn thì rất là đẹp này, rất là chill nè. Đó. Rồi bây giờ mình ra khu vực phía sau này thì mình sẽ có tiếp tục là một cái phòng ha. Cái phòng này thì gia chủ chia sẻ là cũng làm phòng ngủ cho nhân viên thôi. Đó, đây. Hiện tại là đang để khá là nhiều đồ, để khá là nhiều đồ ở khu vực này. Đó. Khu vực này để khá là nhiều đồ nè, đang đang để loa đài thôi ha. Thì gia chủ sẽ tặng lại những cái nội thất khi mà cô chú chị mình coi trên video này ha, sẽ bán lại hết. Và cái phần loa đài này thì gia chủ sẽ mang đi, tại vì gia chủ là chuyên bên âm nhạc ấy, nên là cũng rất là yêu thích nghệ thuật, nên là cũng sẽ có định hướng là làm cái chỗ này thành một cái không gian mà gọi là để biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhưng mà hiện tại là do có quá nhiều cái sự khó khăn và đang phải xoay sở dòng tiền để làm ăn, nên là không tiện để tiếp tục làm cái không gian này nữa, nên là sẽ dành lại cho phía gia chủ nào đó mà gọi là thiện chí cũng như là mong muốn là về đây kinh doanh làm việc ha. Đó, rồi trong này thì sẽ có một cái sảnh nữa của chúng chị mình ạ. Sảnh này thì có nghĩa là phù hợp để có thể là làm cà phê ha. Đó, không gian cà phê ở chỗ này. Đó, chỗ này để được cũng khoảng chừng tầm vài vài bàn đó. Có rất là nhiều khu vực cầu thang của chú chị mình ha. Đây có một cầu thang, bên kia có một cầu thang để dẫn lên phía bên trên đó, nên là khách đi đường nào cũng rất là tiện. Đây, không gian chỗ này thì cũng giống như bên nói, một cái sảnh ở đây thì bên nghĩ là chỗ này gia chủ có thể là làm một cái bàn bia chẳng hạn. Đó, khu vực này rất là phù hợp luôn, làm một cái bàn bia ở chỗ này để cho khách có thể đến đây chơi bia chẳng hạn ha. Đó, khá là rộng để được một bàn thôi ha. Đó, không gian khá là chill và toàn bộ đều làm bằng đá xanh hết của chú chị mình ha. Rồi bây giờ mình cùng với Uyên đi lên phía bên trên để khám phá cái sảnh rất là lớn ở phía bên trên của chúng chị mình ạ. Đó, từ sàn nè, tường nè, gia chủ họ làm đá xanh hết ha, kết hợp những cái đèn như vậy nè. Đó, hiện tại thì đang là khung giờ 4 giờ rưỡi hơn, nên là nắng cũng vẫn còn khá là nhiều, nên là mình chưa thấy được cái độ lung linh của nó đâu. Nhưng mà một chút xíu nữa thì khi mà trời nó sẽ tối xuống thì sẽ rất là đẹp của chúng chị ạ. Rồi bây giờ mình cùng đi lên trên đây ha cô chú chị ha. Wow, rất là lớn luôn của chú chị mình ạ. À, đây thì từ cái vị trí này của chú chị có thể nhìn lên đây để nhìn thấy nè. Đó, wow, rất là mát luôn. Thì đây là một cái sảnh nè. Đó, xong rồi qua bên kia nữa cô chú chị mình ha. Đó là nó bo hình vuông góc á. Đó, ba cạnh của nó từ bên kia có cái đường đi xuống luôn ha, và đi vòng qua bên này là đều là cái không gian của sảnh cà phê hết á, nhìn về phía sân khấu của mình ha.
Và ở phía dưới của chúng chị mình này, ở trên là sảnh để làm cà phê, ở dưới thì gia chủ sẽ làm 15 cái phòng VIP của chúng chị nhé. Phòng VIP thì gia chủ sử dụng để có thể là tiếp những cái khách muốn ăn uống riêng tư thì sẽ sử dụng phòng VIP và có phòng vệ sinh ở bên trong luôn ha. Nhưng mà vì cái vấn đề là hiện tại gia chủ đang quá là kẹt, cũng như là không có người chăm sóc và trông coi, cũng như không có người quản lý, nên là hiện tại là đang ngưng lại cái quá trình mà làm để dành lại bán thôi, chứ bây giờ thật sự là không có người để mà quản lý đó. Rồi bây giờ mình cùng qua lên đây cô chú chị nha. Đó, ở trên là một sảnh cao này, trên đây sảnh cao nè, trên đây là một sảnh thấp ha. Đó, cái này thì mình làm cà phê hoặc là ăn uống thoải mái. Xen kẽ thêm trong cái không gian thì mình còn có những cái cây ha, cây xanh, cây cau, nguyên một hàng cau kìa, cô chú chị có thể nhìn thấy ha. Đó, từ đây mình nhìn lên phía trên như một cái dàn cau luôn, cau kiểng đó. Đi đường này thì mình sẽ xuống được khu vực ở dưới phòng cho nhân viên đó chú chị nè. Đường cho phòng cho nhân viên là cái phòng này nè. Đó, mình có đường đi lên bên kia cũng được và bên này cũng được ha. Rất là nhiều đường đi luôn, thuận tiện cho khách hàng khi mà về đây có thể là kinh doanh tiếp tục ha. Đó, lên trên này thì mình lại có một cái sảnh khác. Ở phía dưới nó sẽ là không gian nhỏ cho nhân viên. Còn bên phía trên đây thì sẽ là một cái không gian phòng trà cực kỳ lớn của chú chị mình ạ. Đây thì sẽ có nhà vệ sinh chung sử dụng cho không gian này ha. Đó, trên này thì có thể là làm một cái sảnh cà phê tiếp tục nè. Đó. Và ở bên trong đây là một cái sân khấu rất lớn. Đây là sân khấu trong nhà của chú chị nhé. Đó, một cái sân khấu lớn như thế này. Cực kỳ là lớn luôn. Đó, cái này thì mình có thể là tổ chức những cái buổi tiệc, buổi sinh nhật, buổi họp mặt, hoặc là mình có thể là làm những cái live show ở trong nhà. Đó, hoặc là mình đến đây mình có thể là làm một cái không gian phòng trà để có thể là khiêu vũ nè, nhảy dance spot chẳng hạn. Đó là không gian chỗ này rất là rộng rãi ha. Ở ngoài trong đây một sảnh nè, ngoài đây là có một sảnh nữa nè. Đó, rất là nhiều không gian luôn. Ở trên này cũng vậy cô chú chị ạ. Nói chung là rất là rộng, chỗ nào cũng sẽ có một cái không gian, cũng sẽ có sảnh, cũng có ban công ha. Đó, gia chủ họ làm cũng tương đối là ok hết rồi. Bây giờ là chỉ còn là hoàn thiện lại 15 cái phòng VIP ở phía bên trong kia và đưa vào kinh doanh thôi ha. Đó, tại vì là gia chủ hồi xưa tính mở cái này để cho vợ cơ, nhưng mà hiện tại là vợ không có thời gian để làm. Đó, nên là gia chủ phải đành lòng là bán lại để có tiền xoay sở làm ăn công việc khác ha. Đó, rất là nhiều đường để lên xuống luôn. Có một đường này, hai đường, ba, bốn và năm đường luôn ha. Đều có thể là đi lên trên được hết, thông thương với nhau hết. Đó, đây là sẽ là không gian đi xuống nè. Thì đây sẽ là cái khu vực mà sân khấu chính của chú anh chị mình ha. Đó, đây chính là khu vực sân khấu chính. Và phía sau kia là nở hậu lên tới là 38m của chú anh chị mình ha. Đó, một cái không gian sân khấu lớn như thế này. Đó, rất là lớn luôn. Được làm hoàn toàn bằng đá xanh hết của chú anh chị mình nhé. Đó, chỗ này thì mình rất là phù hợp để làm những cái buổi tiệc nè, những cái buổi liên hoan nè. Đó, hoặc là những cái buổi tất niên, sinh nhật gì đó. Hoặc là đơn giản như là nếu mà ai có làm đám cưới chẳng hạn, mình có thể làm những cái buổi tiệc trà. Hoặc là nếu mà mình làm đám cưới nhỏ nhỏ, mình làm tại khuôn viên này cũng được ha. Tầm 20 mấy bàn là vẫn rất ok nhá. Đó, đây sẽ là cái không gian ngoài trời. Thật sự cái chỗ này mà khi cô chú chị mình về á, mình kinh doanh, mình làm cái loại hình như là hát acoustic nè, hoặc là ví như là những cái buổi mà hát cho nhau nghe á, ở không gian chỗ này thật sự rất tuyệt vời luôn. Một cái sân khấu rất là lớn như thế này, mình nghĩ là chiều ngang này khoảng chừng tầm 15 đến 18 mét luôn á. Rất là rộng như thế này và làm cực kỳ hoành tráng và đồ sộ ha. Bên trên thì cũng sẽ làm hết hệ thống nè, âm thanh và ánh sáng ha. Đó, cái này thì cô chú chị mình về có thể là thương lượng lại với gia chủ, có thể là để lại nếu mà cô chú chị mình muốn tiếp tục kinh doanh ha. Đó, ví dụ như ở đây nhạc thì có thể là sẽ mở đập nhạc rất là lớn, rất là bự, nên là cô chú chị mình nếu mà ai khách về mà muốn là không gian yên tĩnh để ăn uống nhẹ nhàng thôi thì sử dụng những cái phòng VIP. Còn nếu mà ai mà muốn sôi động, muốn gọi là thưởng thức âm nhạc thì có thể là ăn ở khu vực ở phía ngoài này, hoặc là có thể là dùng cà phê ở khu vực bar ở trong kia. Nói chung là một cái không gian phải gọi là rất là tuyệt vời ha. Có chỗ ở cho nhân viên nè, rồi có chỗ để kinh doanh cà phê, kinh doanh quán ăn. Đó, thì nói chung là mình về đây mình kinh doanh được mọi thứ của chú chị mình nhé. Đó, tích hợp luôn, vừa quán ăn, vừa cà phê, vừa nghe nhạc, nói chung là mọi thứ ha, vừa phòng trà. Đó, thì sản phẩm bất động sản này với cái chiều ngang ở phía đằng trước là 6m, nở hậu ra phía đằng sau là 38m và có tổng độ dài là 42m của chú chị nhé. Tổng diện tích là bao nhiêu đây ạ? Là 1.655m², trong đó thì mình đã có là 210m² là đất thổ cư rồi. Đó, nên cô chú chị mình về đây hoàn toàn có thể là yên tâm về cái phần pháp lý,
Rồi từ cái vị trí này của chú chị ạ, mình kết nối ra những cái trục đường lớn, ví dụ như là quốc lộ 13 nè, rồi đường DT 744 nè, rồi những cái trục đường lớn, trục đường chính để đi lại ở trong khu vực này thì khoảng chừng tầm từ 3 cho tới là 4 km thôi ha. Còn mọi cái tiện ích như là quán ăn, rồi chợ, rồi trường học, rồi mọi thứ thì trong bán kính khoảng chừng tầm từ 3 cho tới 5 phút di chuyển là mình đã kết nối được hết rồi ha. Thì cái vị trí này nó rất là gần khu công nghiệp Việt Hưng 2 này, rồi những cái khu mà của người Trung Quốc, người Đài Loan và người Singapore ha. Đó nên là rất là phù hợp để có thể là đưa vào kinh doanh những loại hình như là quán ăn, quán cà phê sân vườn ha. Đó, thì hiện tại gia chủ đang chào bán cái sản phẩm bất động sản này với một cái mức giá là 17 tỷ và còn thương lượng mạnh với chính chủ của chúng chị mình ha. Đó, hiện tại là không có người chăm sóc nên là đành phải bán đi thôi chứ thật sự rất là tiếc. Thì cô chú chị mình về đây, mình sẽ sở hữu nguyên một cái khuôn viên rất là rộng như này, đến cả hơn 1.500 m² ha. Thì cái vị trí của cái sản phẩm này tọa lạc tại phường phường An Phú, thành phố Bến Cát, Bình Dương của chú chị mình ha. Đó, thì cô chú chị nào mà đang tìm kiếm cho mình một cái sản phẩm bất động sản vừa có thể đầu tư, vừa có thể là về đây ở, rồi vừa có thể là kinh doanh buôn bán làm những loại hình cà phê sân vườn hay là quán ăn sân vườn thì có thể là tham khảo sản phẩm này của chú chị mình ha. Đó, thì mong là cô chú chị mình cùng Nguyên khám phá một vòng cái sản phẩm bất động sản này rồi. Nếu mà thấy đẹp và thấy hay thì hãy cho Nguyên xin một cái lượt đăng ký, cũng như để lại cho một cái lượt like, một cái lượt bình luận để động viên Nguyên và đội nhóm sẽ ra thêm nhiều những video nhà đẹp hơn trong thời gian tới của chú chị mình ha. Rồi, mọi thông tin thì xin liên hệ với Nguyên qua số điện thoại bên góc trái màn hình để có thể là nhận thêm thông tin chi tiết cũng như đến để tham quan và trải nghiệm thực tế. Rồi, Kim Bất Động Sản xin chào và hẹn gặp lại.